Anh chàng đẹp trai này đã học lại cấp 3 80 lần rồi, bằng tốt nghiệp treo đầy tường nhà Ý. Không phải anh đúc hay thi trượt đại học đâu, mà là khuôn mặt đẹp trai này luôn dừng lại ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Vì không muốn bị mọi người phát hiện, anh cùng gia đình cách vài năm phải chuyển nhà một lần. Cuộc sống như vậy đã kéo dài cả trăm năm nay, không ai biết bí mật của anh cho đến khi nữ chính xuất hiện. Cô tên là Bella, bởi vì mẹ cô tái hôn, cô liền đến ở với bố trong một thị trấn. Bởi vì xinh đẹp, ngày đầu tiên cô vào học đã trở thành tiêu điểm của cả trường. Bọn con trai lũ lượt kéo đến lấy le với cô, nhưng Bella không thèm kệ, ánh mắt của cô đã bị thu hút bởi nhóm người bên ngoài cửa sổ. Nhìn họ thật thần bí, hơn nữa nhan sắc còn thuộc hàng hiếm, đặc biệt là anh chàng này, anh là Edward, là nam thần mà đứa con gái nào cũng mờ lem, nhưng anh chỉ nói chuyện với những người trong gia tộc mình, không bao giờ tiếp xúc với người khác. Tiết học vật lý đầu tiên, Bella trùng hợp ngồi cùng bàn với Edward, nhưng vừa nhìn thấy cô, Edward đã đưa tay bịt mũi lại, dường như không thích mùi hương trên cơ thể cô. Nhìn thấy phản ứng quá thể rõ ràng của Edward, cô nghi ngờ ngửi thử mùi người mình, nhưng càng quá đáng hơn là chưa đợi tiết học kết thúc, Edward kiểu không thể ngửi nổi nữa mà chạy ra khỏi lớp học, thậm chí còn đi tìm cô giáo xin đổi lớp. Những hành động này của anh khiến bảo bối tổn thương, nhưng bảo bối không nói. Ngày thứ hai, Bella định đến tìm Edward hỏi rõ ràng tại sao lại đối xử với bé như vậy. Đáng tiếc là Edward không còn tiếp tục đi học nữa. Đúng lúc cô cảm thấy chán trường, Edward đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn không còn lạnh lùng như xưa, mà còn nhiệt tình nói chuyện với cô, còn xin lỗi về hành vi bất lịch sự của mình lúc trước. Cái con người trong dòng họ Lươn này khiến cho Bella hơi bị sốc tí, đúng thật không hiểu nổi con người này. Nhưng hai người nói chuyện rất vui vẻ, đến khi cô hỏi về đôi mắt của Edward, tại sao có thể thay đổi màu sắc, anh chỉ lấp liếm cho qua, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi tan học, hai người nhìn nhau từ xa đều có những suy nghĩ riêng. Đột nhiên một chiếc xe ô tô bị mất khống chế, lao thẳng về phía Bella, lúc ngàn cân treo sợi tóc, Edward đang từ xa chớp mắt liền xuất hiện, một tay chặn cả chiếc xe lại. Bella nhìn một màn này đơ luôn, chuyện này cũng lạ lắm à nha, nhưng chưa đợi cô mở miệng, Edward đã nhanh chóng chạy đi. Sau đó mọi người liền chạy đến, nhanh chóng đưa Bella đến bệnh viện, may là cô không bị thương ở đâu, nhưng cảnh tượng lúc đó không ngừng xuất hiện trong đầu cô đến tìm Edward, hỏi lúc đó sao anh có thể nhanh như vậy đến bên cạnh cô, nhưng anh lại chối bỏ, nói lúc đó anh đang ở gần chỗ cô, tiện tay ngăn chiếc xe đó lại, nhất định là cô bị dọa sợ nên mới xuất hiện ảo giác, nhưng cô khẳng định những gì mình thấy là thật, lúc đó anh rõ ràng đang đứng ở bãi để xe đối diện. Từ hôm đó, mỗi lần hai người gặp nhau, Bella đều hỏi về chuyện này, nhưng Edward luôn tránh né vấn đề này, đồng thời cố ý giữ khoảng cách với cô. Tối hôm đó, Bella gặp phải mấy tên ăn chơi đú đởn, cảm thấy bản thân đai chắc luôn. Lúc này Edward đột nhiên phóng xe tới, chỉ một ánh lườm của anh đã khiến chúng sợ lòi le. Sau đó anh liền đưa cô nhanh chóng rời đi. Cô hỏi anh có phải theo dõi mình không, nếu không tại sao có thể xuất hiện như một vị thần như thế. I feel very protective of you. I was trying to keep a distance unless you needed my help, and then I heard what those lowlifes were thinking. I don't have the strength to stay away from you anymore. Then don't. Ia, cái ánh mắt này chỉ có thể là đang yêu thôi. Trên đường về nhà, Bella vô tình chạm vào tay Edward, phát hiện tay anh lạnh cóng. Đường lúc nghi ngờ, xe cảnh sát của bố cô xuất hiện bên đường. Hóa ra bạn thân của bố cô không may gặp chuyện, nghi ngờ là do thú dữ tấn công. Đây đã là vụ án thứ hai tương tự xảy ra trong trấn. Sau khi cô an ủi bố chuẩn bị về nhà, nhưng lúc thi thể đẩy qua người cô, một loạt hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô thấy vô cùng bất an. Về tới nhà, Bella tìm kiếm tư liệu, đem tất cả mọi chuyện liên kết lại với nhau. Làn da trắng bóc, đôi mắt thay đổi màu sắc, tốc độ kinh người, sức mạnh cường bạo, thân thể lạnh buốt, chả nhẽ Edward chính là ma cà rồng trong truyền thuyết. Bella không dám tin. Bản thân đã yêu một con quỷ hút máu, thế là cô lấy hết dũng khí đi tìm Edward xác thực, cô đem tất cả suy đoán của mình nói cho anh. Sự việc đã đến nước này, Edward cũng không cần tiếp tục che giấu, anh thừa nhận mình chính là ma cà rồng, sau đó cho cô xem năng lực thực sự của bản thân. Anh cõng cô, nhanh như một cơn gió trèo lên đỉnh núi, đây chính là tốc độ thực sự của ma cà rồng. Anh đứng dưới ánh mặt trời, làn da giống như được khảm một lớp kim cương lấp lánh phát sáng. Đó cũng chính là lý do tại sao những ngày có nắng anh sẽ không đến lớp. Anh nói với Bella, gia tộc anh theo chủ nghĩa ăn chay, uống máu của động vật, họ có năng lực khống chế bản thân rất mạnh, có thể ngăn chặn dục vọng hút máu người, cho đến khi cô xuất hiện. Your scent, it's like a drug to me. I've never wanted a human's blood so much in my life. Nói xong những lời này, Edward không ngờ rằng Bella lại không hề sợ hãi thân phận của anh, cũng vô cùng tin tưởng anh sẽ không hại mình. Cô chỉ sợ mất đi anh, sợ anh sẽ biến mất một lần nữa. Sau khi xác định được cảm xúc của đối phương, họ bắt đầu sánh bước bên nhau. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Edward kể hết những chuyện về bản thân mình cho cô. Năm 17 tuổi, Edward suýt nữa chết bởi dịch cúm ở Tây Ban Nha. Dưới tình thế cấp bách bố anh chỉ có thể chuyển hóa anh, tiếp đến là mẹ anh. Thật ra 4 người kia là do bố anh nhận về nuôi. Nhiều năm như vậy, họ đã trở thành người thân trong nhà. Edward quyết định chính thức đưa cô ra mắt với bọn họ. Hôm sau, Bella đến nhà Edward, cô cho rằng nhà của ma cà rồng sẽ âm u giống như trong truyền thuyết vậy, có lâu đài cổ với quan tài, nhưng không ngờ đó lại là một căn biệt thự đơn giản tràn ngập ánh sáng, bên trong được trang trí vô cùng hiện đại, trên tường treo vô số bằng tốt nghiệp cấp 3, mãi mãi dừng lại ở độ 17, không biết họ đã tốt nghiệp bao nhiêu lần rồi. Người nhà Edward rất thân thiện, bình thường họ không bao giờ ăn thức ăn con người, nhưng hôm nay họ lại đặc biệt chuẩn bị cho Bella một bàn ăn thịnh soạn. Sau khi chính thức ra mắt, Edward đưa cô đến phòng của mình, nhưng kỳ lạ là trong này không có giường, anh nói, bởi vì họ không cần ngủ. Sau đó họ cùng nhau đi ra khu rừng phía sau biệt thự, Edward cõng cô bay đi bay lại trong rừng, trèo lên một cái cây cao chót vót, đứng trên này nhìn xuống, cô chưa bao giờ nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp như này bao giờ. Những ngày sau đó, Edward đánh đàn cho cô nghe, tối đến cùng cô nói chuyện thâu đêm, đợi cô đi ngủ, lúc nào cũng cho mình ăn cơm chó ạ. Hôm đó, Edward muốn cho Bella xem ma cà rồng chơi bóng chày như thế nào, vì vậy cả nhà mời cô đến làm trọng tài. Đúng lúc mọi người đang chơi cô cùng cao hứng, Alice người có thể nhìn thấy trước tương lai cảm nhận được, có một nhóm ma cà rồng ngoại tộc đang đi về phía họ, cô nhanh chóng kêu dừng, mọi người lập tức vây xung quanh Bella, bởi vì đối với những ma cà rồng ngoại tộc hút máu người mà nói, Bella chính là một bữa ăn đẳng cấp 5 sao, mà 3 người này chính là hung thủ đã tấn công con người, họ nhìn thấy một nhà cũng là ma cà rồng, liền muốn cùng chơi với họ, muốn thăm dò thực lực đối phương, nhưng khoảnh khắc Bella quay người đi, tên tóc vàng trong nhóm ngửi thấy hơi người trên người Bella, lập tức trở nên cuồng bạo, cả nhà lập tức chạy lên bảo vệ cô, nói con người này là người nhà của họ, sau một hồi giằng co, tên da đen tỏ ý không muốn trở thành kẻ thù, khuyên hai tên kia nhanh chóng rời đi, nhưng Edward có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, anh biết tên tóc vàng kia sẽ không bỏ qua cho cô, hắn ta là một tên truy vết vô cùng giỏi, vô cùng hung bạo, hơn nữa còn cực thích mấy trò kích thích, mà phản ứng của người nhà cậu ban nãy đương nhiên đã kích thích hắn ta, bây giờ biện pháp duy nhất là họ sẽ đi xử lý tên tóc vàng kia trước, nếu không hắn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ, họ chia làm 3 đường, bởi vì tên tóc vàng chắc chắn cho rằng Edward sẽ đi cùng với Bella, vì vậy họ phải ngụy trang, để Alice và bạn trai cô đưa Bella rời khỏi thị trấn, còn Edward cùng em trai và em gái 3 người đem theo quần áo có mùi của Bella, đi về hướng ngược lại, đánh lừa tên tóc vàng, còn bố mẹ cậu thì đến nhà Bella, bảo vệ bố cô. Sau khi bắt đầu hành động, tên tóc vàng quả nhiên đã đuổi theo phương hướng của Edward, nhưng rất nhanh anh ta đã phát hiện mình trúng kế rồi, ngừng truy đuổi, tiếp đó Alice nhìn thấy tên tóc vàng sẽ đi vào một căn phòng toàn là gương, thông qua sự miêu tả của Alice, Bella đoán được đó là phòng tập múa ba lê của cô lúc nhỏ, đồng thời Edward cũng cảm nhận được, tên tóc vàng đã biết được kế hoạch của họ, anh gọi điện cho Bella, nói anh bây giờ sẽ đến đón cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc này mẹ cô gọi điện tới, nhưng mới nói được vài câu, bên kia đã truyền tới giọng nói của tên tóc vàng, hắn bảo nếu cô muốn cứu mẹ mình, thì hãy đi một mình đến phòng học múa ba lê, thế là Bella trốn khỏi Alice, nhanh chóng đi tìm tên tóc vàng. Nhưng đợi đến khi cô đến nơi mới phát hiện, mẹ cô không hề có ở đây, hóa ra tên tóc vàng lợi dụng giọng nói của mẹ cô trong video, dụ cô đến đây, lúc này tên tóc vàng đã xuất hiện sau lưng cô, Bella lấy bình xịt hơi cay mà bố cô đưa phòng thân, không ngừng xịt vào mặt tên tóc vàng, hắn bị chọc giận rồi, trực tiếp ném Bella ra đất, sau đó một phát bẻ gãy chân của cô, đúng lúc này, Edward đột nhiên xuất hiện, lao vào đánh nhau với tên tóc vàng. Edward mặc dù tốc độ kinh người, nhưng sức mạnh lại không bằng tên tóc vàng, rất nhanh đã bị hắn đè xuống đất, hắn ta khiêu khích nhìn Edward, sau đó cắn một miếng vào tay Bella, Edward phẫn nộ lực chiến đấu tăng vọt, một kích khiến cho tên tóc vàng tạm thời mất đi sức chiến đấu, lúc này những người khác chạy đến, khống chế tên tóc vàng, đem hắn vứt vào trong biển lửa, Bella bị cắn bắt đầu bị dịch độc ăn mòn, đau đớn quằn quại. Nếu không muốn Bella chuyển hóa thành ma cà rồng, chỉ có thể đem dịch độc hút hết ra ngoài, nhưng đối với ma cà rồng mà nói, một khi nếm được máu người, sau này gần như sẽ không khống chế được dục vọng hút máu người. Nhìn thấy Bella đau đớn rên rỉ, Edward vẫn quyết định hút dịch độc ra, nhưng vừa hút đã không thể dừng lại được. Edward, stop. Her blood is clean, you're killing her. Edward. Dần dần tầm mắt của Bella trở nên mơ hồ, mất đi ý thức, lần nữa tỉnh lại, cô đã nằm ở bệnh viện, đúng vậy cô vẫn chưa chết, cũng không biến thành ma cà rồng, Thời khắc cuối cùng Edward cũng đã khống chế được bản thân. Sau khi hồi phục, hai người cùng nhau tham gia prom, họ ôm nhau nhảy một điệu lãng mạn. Thời khắc này trong mắt họ chỉ có đối phương, vì vậy họ không chú ý tới có một người đang đứng trên cao nhìn họ, mà người này chính là Victoria, người yêu của tên tóc vàng Eagan. Cô ta muốn báo thù. Còn kết quả như thế nào, nhớ đón xem video sau của mình nhé. Nếu yêu chồng mình nhớ like cho mình ạ.